cầu trùng nguy hiểm do đặc tính phá hoại niêm mạc đường ruột gây rối loạn tiêu hóa ở trồn nó chính là tác nhân chính kéo theo các bệnh khác gây ra hội chứng tiêu chảy các kén cầu trùng có thể tồn tại lâu dài ngoài môi trường do lớp vỏ bao bọc chúng có thể dễ dàng vượt qua các chất sát trùng thông thường theo khảo sát có đến 82% số trồn từ rừng đưa về có nhiễm cầu trùng trong người thời gian đầu phát bệnh người nuôi rất khó phát hiện vì nghĩ là tiêu chảy do các nguyên nhân khác mà không nghĩ đến cầu trùng chỉ đến khi thấy phân có lẫn máu khô làm cho phân có màu cà phê hoặc chocolate thì mới nghĩ tới. Mặt khác, điều trị bằng kháng sinh lại không mang lại hiệu quả với chúng, làm cho quá trình điều trị kéo dài, gây chết trồn. Là suy giảm kinh tế. Bệnh cầu trùng do nguyên sinh động vật có dạng hình cầu gây ra. Bệnh thường xảy ra ở cả trồn con và trồn trưởng thành. Nhưng xảy ra nhiều hơn với trồn dưới 2 ký. Chúng ký sinh trong cơ thể trồn và phát triển ở niêm mạc ruột non tạo thành những kén hợp từ nhỏ sau đó các kén này được thải ra môi trường ngoài, khi gặp điều kiện thích hợp chúng sẽ phát triển thành bào tử trùng tạo nên các kén bào tử. Khi trồn ăn phải các kén bào tử này chúng sẽ được phóng thích và đi đến các tế bào ruột non sinh sản và phá hủy ruột của trồn trong vòng 12 đến 24 giờ ở nhiệt độ 20 đến 35 độ C. Làm cho trồn bị tiêu chảy. Câu trùng là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh tiêu chảy ở trồn. Bệnh xảy ra phổ biến trên mọi vùng miền bệnh dễ xảy ra với những trại nuôi trồn với mật độ cao và điều kiện vệ sinh kém, đặc biệt là trồn từ rừng về. Trốn mắc bệnh cầu trùng thường hay nằm, tuổi hoài, kém ăn. Biểu hiện chính của trồn bệnh thường là tiêu chảy, trong giai đoạn đầu trồn bị tiêu chảy phân màu trắng sữa đối với trồn con theo bú mẹ hoặc màu vàng đối với trồn trưởng thành. Rồi chuyển sang vàng xám sền sệt, xanh lá cây, thậm chí chảy cả máu, hay chuyển sang lỏng hơn tùy thuộc vào mầm bệnh kế phát và mức độ trầm trọng của bệnh. Hậu môn trồn dính đầy phân lỏng, ở mức và có mùi khó chịu. Khi trồn bị tổn thương đường ruột, chúng sẽ mất khả năng tiêu hóa làm cho trồn bị nôn. Từ đó, làm cho trồn bị mất nước, lông sủ. Tỷ lệ chết của bệnh cầu trùng thường thấp, nhưng trong trường hợp cấp tính thì tỷ lệ chết có thể lên cao. Cái nguy hiểm của bệnh cầu trùng là chúng phá hủy nhung mao niêm mạc ruột của trồn, làm việc hấp thu dinh dưỡng kém, tạo điều kiện cho các vi trùng. Virus khác xâm nhập, phát triển như Zota virus, E. coli, Néo là phát triển gây nên bệnh trầm trọng và tỷ lệ chết cao hơn lên. Nếu trôn chết, khi tiến hành mổ khám, bệnh tích rõ nhất của bệnh thể hiện ở ruột non. Khi trôn mắc bệnh ở mức độ nhẹ, các kén bảo tử chưa gây nhiều tổn thương cho cơ thể, ruột có biểu hiện sưng phồng và hơi cưng lên, đôi khi còn thấy xuất hiện máu đông tại niêm mạc ruột. Trong trường hợp này, cơ thể của trồn có khả năng tiêu diệt mầm bệnh nhờ khả năng miễn dịch tự nhiên. Nếu trồn mắc bệnh nặng, bị nhiễm trùng một lượng lớn kén bảo tử, ruột sẽ bị viêm tràn lan kèm những vết hoại từ ruột. Đối với những con trồn nhiễm bệnh nặng nhưng có khả năng sống sót thì phân ruột và niêm mạc ruột sẽ bị teo lại. Tế bào niêm mạc ruột bị hư hại, làm cho trồn chậm lớn, còi cọc. Việc vệ sinh chuồng trại là một yếu tố quan trọng trong toàn bộ quá trình nuôi và kiểm soát bệnh cầu trùng. Để kiểm soát bệnh hiệu quả phải áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ như dọn sạch phân, cọ rửa sạch sẽ chuồng trại hàng ngày. Không cho trồn tiếp xúc với phân để tránh nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh, không để trùng ẩm ướt, khử trùng làm sạch các mầm bệnh tự do trong trại bằng cách định kỳ thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng trại dụng cụ chăn nuôi bằng các loại thuốc sát trùng nước uống phải cung cấp đủ sạch không bị nhiễm bẩn mật độ nuôi cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất và sức đề kháng của trồn khi nuôi với mật độ cao diện tích quá chật hẹp sẽ làm chuồng trại kém thông thoáng dễ phát sinh dịch bệnh do đó mật độ nuôi phải thỏa quy định mật độ diện tích cho trồn tối thiểu để đảm bảo sự sinh trưởng của trồn đạt hiệu quả tối ưu đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý và bổ sung các loại men vi sinh. Các chất điện giải giúp tăng sức đề kháng ở trốn nuôi, quản lý, nuôi dưỡng thích hợp sẽ làm tăng sức chống chịu đề kháng. Tránh bớt xì si chết và giảm khả năng lan truyền dịch bệnh, giúp ích cho công tác vệ sinh, bảo vệ sức khỏe đàn trồn. Tuy gây tác hại nguy hiểm cho trồn nhưng bệnh này lại cực kỳ dễ chữa. Thuốc đặc hiệu để điều trị bệnh này hiện nay là tổn trà lưu hiệu với khả năng có thể tiêu diệt tất cả các giai đoạn của mầm bệnh trong đường ruột. Để phòng bệnh, tiến hành cho trồn uống tổn trà lưu hiệu với lượng 1ml một con khi trồn mới về, giúp trồn an toàn đối với bệnh cầu trùng trong suốt thời gian nuôi. Để trị bệnh, tồn trà lưu hiệu thường được sử dụng với liều 1ml, 2 năm ký thể trọng, dùng một lần duy nhất bằng cách phun vào miệng của trồn. Lưu ý thuốc rất khó uống nên phải bơm từ từ, bơm làm nhiều lần, phải bảo bảo sao cho trồn nuốt hết điều thuốc. Đồng thời, cần kết hợp với các thuốc bổ trợ khác để giúp trồn có thể nhanh chóng phục hồi như vitamin K nếu trong phân có lần máu b -com điện giải, men tiêu hóa và cung cấp đủ lượng nước cho trồn. Ngoài ra, anh chị em có thể sử dụng kháng sinh gốc sun phạt để điều trị bệnh này. Tuy nhiên thuốc này chỉ có thể tiêu diệt các đoán nang trưởng thành mà không thể tiêu diệt được các kén. Cũng có tài liệu tôi đọc có thấy nói về việc dùng bẹt bờ để điều trị nhưng chưa thấy nghiên cứu cụ thể nào.